Con có hai thắc mắc khi sau khi nghe clip giảng về luân hồi lục đạo lớp Phật pháp căn bản như sau. Sư có nói đến các cõi người khác nhau, trong đó có những đặc điểm của xứ Nam Thiện Bồ Châu là xứ mà có thánh nhân, chúng sanh xứ này chịu suy tư về nhân quả. Tuy nhiên, những xứ khác ở cõi người thì cảnh giới mô tả như thành phố trên không, tuổi thọ 1.000 năm thì cho con hỏi những ở những xứ đó chúng sanh có khả năng tu tập được không? Vì sao các xứ này lại không có nhiều thánh nhân? Các xứ này nói thẳng là không có thánh nhân. Thánh nhân đôi khi chỉ đi qua xứ này để khất thực thôi. Trong trường hợp, một vài trường hợp đặc biệt thì đi qua để khất thực thôi. Cho nên cái sự xuất hiện của thánh nhân ở đây cũng rất là hiếm hoi. Và người dân ở xứ này đương nhiên họ hoàn toàn có khả năng tu tập. Nhưng họ phải nguyện sanh về cái Nam Thiện Bồ Châu mới được. Ví dụ như những cái người dân ở vào thời Đức Phật á, có cái làng là làng Cú Đú. Thì người dân xứ Cú Đú đó, vốn dĩ họ là người dân xứ Bắc Cu Lưu Châu. Nhưng mà do họ đi theo vua Chuyển Luân Thánh Vương đó, di chuyển qua Nam Thiện Bộ Châu. Thì khi họ ở Nam Thiện Bộ Châu á, thì họ mới có cái cơ hội tiếp xúc với chánh pháp và mới có cơ hội thực hành tứ niệm xứ. Rồi vì sao ở các xứ này lại không có thánh nhân? Đơn giản là nghiệp và quả của nghiệp nó phải tương ưng với nhau. Rồi mình phải có những đặc điểm của người dân xứ Nam Thiện Bộ Châu, ví dụ như thường ưu tư về nghiệp và quả này. Cái thứ hai đó là có gan. Gan trong đại thiện cũng có mà gan trong đại ác cũng có. Gan trong đại thiện tức là gì? Dám bỏ sinh mạng ra để mà tu. Vì cái chuyện tu hành đắc đạo đắc quả, dám hy sinh đau đớn, hy sinh tứ chi, hy sinh của cải, thậm chí hy sinh cả thân mạng. Thì đặc điểm đó là đặc điểm của người Nam Thiện Bộ Châu. Anh muốn tu được, anh phải có đặc điểm đó. Rồi người xứ Nam Thiện Bộ Châu là có cái niềm tin vào tâm linh rất là mạnh mà người ở những xứ khác không bằng. Thì anh muốn chứng đắc được đạo quả, anh muốn tu hành thì anh cũng phải có niềm tin nơi tâm linh. Cho nên anh chỉ cần anh có những đặc điểm đó cộng thêm cái phước, và nếu như anh muốn thì anh hoàn toàn có thể đi đến Nam Thiện Bộ Châu và anh hoàn toàn có thể tu. Nhưng mà câu hỏi này thì nó không dính dáng gì tới quý vị. Tại sao vậy? Cái người cần nghe là người những xứ ngoài ra Nam Thiện Bộ Châu, ví dụ như xứ Uttara Kulu, tức là Bắc Kulu Châu. Họ đâu có ở đây họ nghe. Mà quý vị nghe thì quý vị cũng không có xài được. Thành ra là câu hỏi này mình hỏi chơi cho vui chứ nó không có tác dụng gì.